nó cũng không có việc vấn đề gì là sợ quá anh em ạ. Đây mình thả vào lồng bẫy này. Đấy. Đấy. Mọi người thấy nó lành không? Giọng con mồi này tuy là non thật nhưng mà mình chưa thấy nó lẫn một tí giọng nào chim non anh em ạ, giọng rất là hay. Mình xin chào tất cả mọi người, chia sẻ với anh em là 3 ngày hôm nay rồi mọi người ạ. Mình bận công việc nhà cho nên là cũng không có thời gian đi làm clip về chim cảnh cho anh em xem. Thì hôm nay mình sẽ dùng con mồi, chim mồi lầy anh em nhé, để đi bẫy mái trắng. Xem là con chim mồi lầy, là chia sẻ với mọi người là anh em gửi mình nuôi. Thì con này mình nghĩ là nó nuôi lon, mình có thể bắt tay nó từ lồng nuôi sang lồng bẫy mà nó vẫn thể hiện rất là tốt anh em ạ. Mặc dù là mình cho lồng bẫy vào thì nó vẫn sang bình thường anh em nhé. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái cách là mình bắt tay mình chuyển sang để đi bẫy, xem là cái thái độ của em nó thể hiện như nào mọi người nhé. Bởi vì là rất là nhiều anh em cứ nói là chim mồi thì nhiều con nuôi lon nó sẽ chơi không tốt hoặc nọ thế này kia. Thế nhưng hôm nay mình sẽ chứng minh cho anh em xem này. Có thể một số những chú chim mồi, đấy là riêng về dòng chim mồi, nhiều con non cũng chơi rất là tốt anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bắt nó sang để xem thái độ em nó như nào. Chỉ là một cái trải nghiệm thử thôi anh em ạ, để cho mọi người có đa dạng được các cái nhận biết từng chú chim thôi mọi người nhé. Đây mọi người ơi, đây là hình dáng chú chim mồi này. Mọi người nhìn thấy cái tách đỏ chưa? Ui con chòe, mày, con chòe lon này nó còn định nhảy vào con này. Vẫn đang hầm hè muốn gọi anh em này. Đấy, mình bắt ra tay thì nó cũng không có việc vấn đề gì là sợ quá anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cho sang lồng bẫy để đi thử cho anh em xem nhé. Đấy, nó đang gọi mấy con trên đầu mình đây này. Anh em ạ. Đây, mình thả vào lồng bẫy này. Đấy, đấy. Mọi người thấy nó lành không? Con này thì cực kỳ dễ chơi. Mọi người có thể xách đi đâu cũng được và quăng cuột thoải mái anh em ạ. Mọi người đừng có làm nó mạnh quá thôi, chứ còn thì di chuyển thì thoải mái, trên xe vẫn hót rất là nhiều. Bây giờ mình mời mọi người theo mình nhá, để thử con mồi này. Này rất là nắng luôn anh em ạ. Đi vào tìm cái điểm này. Treo mà nóng quá anh em ạ. Này rất là ong. Ở cái bãi ngoài kia mình thấy có một đàn mái trắng. Hy vọng là khi ra đó thì sẽ có chim đến đấu anh em nhé. Dù là kiếm được con mái trắng mà đến đấu solo mới mồi cũng thực sự là hơi ít anh em ạ. Chủ yếu là mái trắng nó đến nó lừ lừ xong nó tò mò nó nhảy thôi. Những chú chim đó thì mình gần như là mình không bắt bao giờ anh em ạ. Nó có nhảy vào thì mình cũng thả lại. Rồi mọi người đợi mình nhá, mình ra kia mình treo rồi. Nóng quá. Bắt đến, chim bắt đầu đến rồi anh em. Ui dồi, nhiều quá. Không có con gì anh em ạ. À đây đây đây. Không biết đây là mái trắng hay là chim già nữa. Mái trắng thì phải anh em ạ. Nó hơi ngược sáng. Ui nó đến nhiều à. Một đôi luôn. À đây chim già rồi. Ủa nâu lắm ấy, cảm giác đi bẫy chim này anh em này. Trên này có mấy con mái trắng này. Đây. Chưa dám đến đấu hẳn anh em ạ, nó vẫn chỉ loanh quanh ở trên này. Mồi mình đang sục sạo rồi. Đây nó ở trong này này anh em này. Úi mồi lại ché đấy. Đây đây một đàn ở trong này này. Ôi mồi nó ché nhiều quá. Quá nhiều. Mà trắng nhưng chả dám ra anh em ạ. Bày tắt lên trên này anh em này. Đang đi kiếm ăn. Không biết con nào xuống đấu hay không. Mình đứng lấp ở giữa một cái bụi cây phèn này anh em này.
Nếu như anh em nào đã từng nuôi chim chảo mào và mùa thấy lông thì sẽ biết công dụng của cái quả này. Rất là tốt rồi anh em ạ. Một món khoái khẩu tự nhiên cho chim chảo mào anh em ạ, đặc biệt là lúc mùa thấy lông. Mình nghĩ là cái này, quả này nó rất tốt cho đường ruột của chim nữa anh em ạ. Và cái màu đỏ cái tách của nó, đít của nó anh em ạ. Con mồi của mình vẫn đang khá là sục sạo nhưng mà chưa thấy con nào đến đấu. À, hình như nó đến rồi, xuống rồi. Ngay trên đầu luôn này, hai con đến này. Đấy. Còn lại 7-8 con ở bên cây bên kia. Mùi mình nó dồn nhiều quá, má trắng hơi sợ. Đây mọi người có cả chim mẹ vẫn dẫn đi kiếm mồi này anh em này. Đấy, con bón mồi này. Nhìn thấy cảnh này thì hết muôn bẫy rồi anh em ạ. Còn chưa chăm con xong. Anh em ơi, làm thử kéo vó xem có gì không mọi người nhé. Mùa ngập thì nhiều cá lắm. Ui nặng quá. À hình có. Ui giời. Không biết có phải có cá không. Chim mồi vẫn đang gọi. Rất là tốt anh em ạ. Ui chả có gì. À có. Có. Nặng quá anh em. Tất cả tép con rô phi. Kìa mọi người nhìn kìa. Một đàn luôn. Nhiều lắm kìa. Một mẻ. Toàn rô phi đây. Con này to này. Khá này tí. Đây con này to. Đấy ấy, anh em nhìn thấy chưa. Thỉnh thoảng ra đây nghịch kê vó này. Cũng được đôi con chép chiếc. Ôi rô phi thì cho nó ra anh em ạ. Thả luôn. Ui giời. Tiếp tục thì mình mời mọi người di chuyển ra kia để mình thử con mồi non kia xem nó như thế nào ạ, như thế nào anh em nhá. Bởi vì là lúc nãy là má trắng không dám đến đấu luôn mọi người ạ. Đấy con mồi vẫn gọi rất tốt. Sau khi mình di chuyển ra đây anh em ạ, thì lúc nãy mình thấy có một cặp chim nó ở quanh đây này. Thì lúc nãy con mồi này của mình nó gặp cái đàn má trắng đằng kia thì nó cũng hơi căng anh em ạ. Cho nên là mới con đó nó không có thái độ đấu gì cả, mình chuyển ra đây. Chuyển ra đây cái thì gọi luôn này anh em này. Không biết là đôi chim lúc nãy nó đang đấu hót nhau chỗ này này. Thì quanh quanh đây chắc là mình ra cái thì nó lại di chuyển đi chỗ khác rồi. Bây giờ con mồi của mình đang gọi. Mình sẽ quay vào kia, mình quay cho mọi người xem nhé. Ô mọi người, tổ này lần trước là cái tổ di đá này, bây giờ mình mới để ý lại có rác này. Tiện thể không biết có gì ở trong này không. Không có gì không nhỉ. Bắt đầu có rác rồi anh em, rác chòe. Lần trước là con di đá nó đẻ 6 trứng ở trong này. Đang chịu lòng bậy. Em bắt đầu làm anh em ạ. Không biết có gì không. À, bắt đầu đẻ rồi sao ấy. Bắt đầu đẻ được một quả trứng rồi. Chề than anh em ạ. Đợt trước cái ổ này là nó là con sể đá, con di đá này anh em ạ. Thì chề than lại đẻ vào đây rồi. Đây mình thấy rác nó tòi ra này. Rồi anh em để ý xem cặp chim nó có đến không mọi người nhé. Thì tổ chim này lần sau mình xem nó có lở thành công hay không thì mình sẽ đặt máy quay vào đây. Cái này lần trước mình thiết kế là để mình mở cái này ra này anh em này.
Đấy, sau đó thì mình để cái máy quay vào đây mình đậy vào. Thế nhưng mà đợt đầu thì là cái cặp chim ở quê mình thì gọi là con sẻ đá hoặc chim triện anh em ạ. Mọi nơi mỗi người ở địa phương khác thì anh em lại gọi cách khác. Rồi mọi người đợi mình nhá, để mình xem nó có dám về đấu hay không. Cảm thấy nóng quá anh em ạ. Chia sẻ với anh em, sau khi mình treo con mồi ở bãi kia kìa mọi người ạ. Thì lúc mình xem lại cái video lúc mình quay lúc đặt mồi đây thì thấy tiếng chim non. Thì mình nghĩ là tổ chim ngay đó rồi. Và lúc ấy mình thấy con mồi nó xà ngay vào con chim ở ngoài ấy, nó cặp mồi nó xà ngay vào cây bưởi đấy anh em ạ, nó không thấy đấu với mồi. Đồng thời thì lúc ấy cũng có một cặp chim đang đưa con đi kiếm ăn ở cây sung kia. Lúc ấy mình quay cho anh em xem đấy. Thực sự đi bẫy mà nhìn thấy đối với mình đi bẫy mà nhìn thấy chim nó vẫn bón mồi thì chỉ thích ngắm thôi anh em ạ. Cũng không muốn bẫy nữa. Bây giờ mình ra để mình xem kiểm tra xem có đúng tổ mào không anh em nhé. Lúc nãy thì thực sự mình không để ý, mình chủ yếu là mình để ý cái chỗ treo con mồi và cái hộc ống nhựa lần trước mình đặt. Hiện giờ nó lại đẻ trứng vào đó rồi anh em ạ. Đây cây bưởi này. Cây bưởi này, nó xà vào cây bưởi này anh em này. Nếu mà tổ mào ở đây thì lại cực kỳ đơn giản đây. Cây bưởi này nó bay từ hướng ao này bay vào đây anh em ạ. À vào đây rồi. Đây tổ mào đây. Đây đây mọi người này. Thấp quá thế mà lúc nãy mình đến mình không để ý. Bây giờ là mình sẽ quay lên xem trong nó có con to hay nhỏ không em mọi người nhá. Ôi thế này mà lúc nãy không đi qua không nhìn thấy này anh em này. Quay lại cho mọi người xem. Cây bưởi này ti ti thôi. À, nhớ rất nhỏ lên đây chắc là tầm 1m7 1m8 thôi. Đấy, đây, mình quay cho mọi người xem. Đấy, mới lở hay sao anh em ạ? Đấy. Anh em nhìn thấy gì không? Ui hơi với anh em ạ. Không biết là đẻ mấy con nữa. Đấy. Bây giờ mình kiểm tra xem nở mấy con nào. Đấy mồi vẫn gọi đây anh em này. Đấy. Xem mình nhìn thấy chim con này xem mấy con thái độ gì không nào. Đây, cho nó nhìn thấy chim con ở trong ổ và chim bố mẹ nó ngay ở trên đầu mình ạ. Nghịch ngay coi như đi rượt mồi anh em ạ. Đấy. Lúc nãy thì mình kiểm tra lại cam thì thấy con tổ mào này hiện lở được 3 con anh em ạ. Đấy. Rất là hăng luôn. Cũng bỏ công buổi trưa đi đem đi mồi đi rượt anh em ạ. Úi giời ơi ché. Giọng con mồi này tuy là non thật nhưng mà mình chưa thấy nó lẫn một tí giọng nào chim non anh em ạ. Giọng rất là hay. Ché nhiều. Cũng là một lời giải thích cho anh em biết là nhiều con non mồi lên cũng rất là hay anh em nhé. Đấy. Ché rất nhiều. Ôi mở tay quá rồi. Rồi. Có lẽ là mình cũng xin tạm dừng clip ở đây và hẹn mọi người những clip sau. Tổ mào này thì mình để nó ra tổ anh em nhé. Nó là lứa 2 ở cái khu vực này, cái cặp này rồi. Đấy cho nên mình để nó ra tổ. Rồi đi về. Sau thì mình sẽ tiếp tục đem những con mồi này đi để xem nó thu phục bổi như nào anh em nhé. Một chú chim mồi nuôi lon mà mình cảm thấy cũng rất là ưng ý luôn. Rồi xin chào tất cả mọi người. Sau mình sẽ đi tiếp tục đi thử nhé anh em nhé. Ui nóng quá.